Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Toàn dân đồng thuận tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Lào Cai hướng đến mục tiêu đạt trên 100 triệu đồng mỗi hecta canh tác vào năm 2025. Đỗ quyên bung nở trên đỉnh Hoàng Liên Sơn. Cuối chương trình như thường lệ sẽ là mục Lào Cai 7 ngày. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 đã tác động rất lớn đến việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Các thế mạnh của tỉnh như du lịch, xuất nhập khẩu, hoạt động của các nhà máy công nghiệp đều bị ảnh hưởng nặng nề. Trong 3 tháng đầu năm, cơ bản các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt thấp hơn so với cùng kỳ. Một số chỉ tiêu giảm sâu như tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh giảm gần 30% so với cùng kỳ. Lượng khách du lịch giảm gần 60% so với cùng kỳ. Doanh thu ngành vận tải giảm gần 40% so với cùng kỳ. Nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội đến hết tháng 3 mới đạt 11-12% kế hoạch cả năm. Một số doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, phải thu hẹp sản xuất kinh doanh hoặc tạm ngừng hoạt động. Số doanh nghiệp giải thể và tạm ngừng hoạt động tăng gần 40% so với cùng kỳ. Trước tình hình đó, để đối phó với diễn biến của dịch, tỉnh đã rà soát xây dựng các kịch bản tăng trưởng kinh tế để phấn đấu đạt ở mức cao nhất so với kế hoạch đã đề ra, không điều chỉnh giảm các chỉ tiêu đã giao. Trong đó, một số ngành dịch vụ khó đạt kế hoạch như du lịch, xuất nhập khẩu, thu ngân sách nhà nước sẽ được bù đắp bởi các ngành ít bị ảnh hưởng hoặc dự kiến sẽ được phục hồi mạnh vào những tháng cuối năm như nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng. Tỉnh cũng đã chủ động giãn hoãn một số nội dung chi chưa cấp thiết với kinh phí gần 190 tỷ đồng. Đã có nhiều giải pháp cùng với doanh nghiệp giải quyết nhiều khó khăn vướng mắc trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 17 tháng 3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phát động toàn dân tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, hỗ trợ nhân dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long khắc phục xâm ngập mặn. Sau gần một tháng triển khai, hoạt động này đã nhận được sự vào cuộc chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh. Mỗi cán bộ công nhân, người lao động cùng chung tay ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19 và hỗ trợ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long khắc phục xâm nhập mặn là phong trào thiết thực được công ty hóa chất Đức Giang phát động trong tòa đơn vị phân xưởng. Với hình thức mỗi cá nhân tham gia ủng hộ một ngày lương, ngay sau khi phát động, phong trào này đã nhận được sự hưởng ứng đồng lòng thực hiện của 100% cán bộ công nhân, người lao động. Trong khi mà cái dịch bệnh bây giờ nó hoành hành rất là nhiều thì chúng tôi vẫn có cái công ăn việc làm và cũng mong muốn là mình góp một cái ngày lương cơ bản để chung tay góp sức cho cùng với công ty với cùng với lại tỉnh để đẩy lùi cái dịch bệnh khó khăn đi và cũng mong muốn là cái dịch bệnh này nó sẽ giảm hơn nhiều để cho công nhân chúng tôi sẽ được đi làm đông hơn và đều hơn. 476 triệu đồng là kết quả thu được sau 10 ngày phát động phong trào ủng hộ trong cán bộ, công nhân, người lao động. Cùng với nguồn đóng góp này, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hóa chất Đức Giang đã ủng hộ thêm 520 triệu đồng từ nguồn thu sản xuất kinh doanh và trích 20 triệu đồng thực hiện mua 8 thùng cồn sát khuẩn, nước rửa tay để ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 và hỗ trợ nhân dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long khắc phục xâm nhập mặn thông qua kênh của Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Cùng với các hoạt động ý nghĩa này, thì tại đơn vị, việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng được công ty thực hiện nghiêm túc. Với vai trò là trưởng khối thi đua của cụm công nghiệp, tôi sẽ đề nghị các doanh nghiệp khác cũng tham gia tích cực về việc phòng chống dịch bệnh và cũng đóng góp cái thu nhập hay là ngày công của cán bộ công nhân viên chung sức với cả nước để phòng chống dịch bệnh. Tính đến thời điểm này, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận 14.000 khẩu trang y tế, 2.000 bánh xà phòng rửa tay, 8 kiện cồn sát khuẩn, nước rửa tay khô, 125 kiện mì tôm, 400 bộ quần áo phòng chống dịch bệnh và gần 1,6 tỷ đồng của hơn 60 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 và hỗ trợ nhân dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long khắc phục xâm nhập mặn. Bên cạnh đó, thông qua công tác tuyên truyền, vận động, sự vào cuộc của các tổ chức thành viên, Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng đã phối hợp tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi, tặng nhu yếu phẩm cho cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ và nhân dân tại khu cách ly trường quân sự tỉnh. Chúng tôi cũng đã tích cực để vận động các tổ chức, các cá nhân, có thể là trong tỉnh hoặc ngoài tỉnh, từ cái kêu gọi hỗ trợ nguồn lực từ Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam,
rồi chúng tôi cũng vận động cả cái hiệp hội chữ thập đỏ, trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, rồi các những cái doanh nghiệp, những cái nhà đồng hành với chữ thập đỏ trong thời gian qua để có thêm nguồn lực để giúp các lực lượng chức năng và địa phương để tham gia có thêm cái nguồn lực để tham gia công tác phòng dịch được tốt hơn. Mặc dù là còn các trên địa bàn tỉnh Lào Cai thì cộng đồng các doanh nghiệp, nhân dân thì còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt là nhân dân các cái huyện vùng cao thì cũng chịu ảnh hưởng khá nặng nề của những cái thiên tai mưa gió rồi lốc xoáy cũng như là mưa đá. Tuy nhiên thì có thể nói rằng là người dân thì cũng có cái trách nhiệm rất cao trong việc phòng chống dịch cũng như là tham gia ủng hộ cho các cái công tác đấu tranh phòng chống dịch bệnh, trực tiếp quyên góp nhu yếu phẩm, hỗ trợ cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, với cái sự chung tay và trách nhiệm đối với xã hội của nhân dân các dân tộc Lào Cai cũng như là của cộng đồng các doanh nghiệp, thì chúng tôi tin tưởng rằng là cái nguồn ủng hộ chắc chắn sẽ đạt được những kết quả rất là khả quan. Để chia sẻ trước những khó khăn của tỉnh cũng như đồng hành cùng các đơn vị tuyến đầu chống dịch COVID-19, trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh mong muốn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, nhân dân trên địa bàn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tham gia ủng hộ dưới mọi hình thức để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 và hỗ trợ nhân dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long khắc phục hiệu quả tình trạng khó khăn do hạn hán xâm nhập mặn. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Lào Cai đã chịu nhiều tác động của thiên tai gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung để kịp thời khôi phục sản xuất, ổn định đời sống cho nhân dân. Theo đó, đề nghị các địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát, huy động tối đa lực lượng với phương châm 4 tại chỗ nhằm khắc phục nhanh hậu quả do dông lốc, mưa đá và thiên tai gây ra. Thu gom xử lý tàn dư cây trồng bị vùi lấp, khơi thông dòng chảy, kiểm tra các bờ kênh mương, đảm bảo tiêu nước nhanh gọn những khu vực có nguy cơ bị ngập úng. Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã bám sát đồng ruộng, hướng dẫn nhân dân khẩn trương thực hiện các biện pháp kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên các loại cây trồng, đảm bảo an toàn cho sản xuất. Đối với cây lúa, ngô, hoa màu bị ảnh hưởng có khả năng phục hồi, tiến hành các biện pháp tiêu úng nước, chăm sóc làm cỏ, xới sáo đất, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng phát triển phục hồi. Đối với diện tích không có khả năng hồi phục, chuẩn bị đủ giống, phân bón và khẩn trương làm đất gieo trồng lại đảm bảo kế hoạch và thời vụ sản xuất, hoặc chuyển đổi cây trồng phù hợp. Đối với cây công nghiệp, cây dược liệu, cây ăn quả lâu năm, cần tập trung thu hoạch nhanh gọn những cây đã đến kỳ thu hoạch. Đồng thời cắt tỉa tán cây, dọn vệ sinh vườn trồng, tạo thông thoáng đề phòng dông lốc, lũ, ngập úng. Sau khi thiên tai xảy ra, cần khẩn trương thực hiện các biện pháp thoát nước mặt luống, xới phá váng để rễ cây được thông thoáng và triển khai các biện pháp kỹ thuật chăm sóc bón phân phục hồi vườn cây. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Lào Cai đã chính thức triển khai đề án giảm thiểu rác thải nhựa giai đoạn 2020-2025 nhằm giải quyết đồng bộ, hiệu quả vấn đề rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh. Cho đến nay, Lào Cai là tỉnh đầu tiên trong cả nước ban hành đề án này. Mặc dù đề án giảm thiểu rác thải nhựa giai đoạn 2020-2025 mới ban hành, nhưng nhiều năm qua, phong trào chống rác thải nhựa đã được các cấp, các ngành, đơn vị, cá nhân trong tỉnh hưởng ứng. Nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các tập thể cá nhân về ô nhiễm môi trường do sử dụng đồ nhựa và túi ni lông trong sinh hoạt, sản xuất và cần thay thế bằng sản phẩm thân thiện với môi trường đã được tổ chức tại các địa phương trong tỉnh. Đến nay, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh không sử dụng chai nhựa đựng nước trong các cuộc họp mà thay thế bằng chai, cốc thủy tinh. Việc thu gom phân loại vỏ chai, lọ nhựa để tái chế thành các sản phẩm mới cũng được nhiều đơn vị thực hiện thường xuyên. Theo thống kê từ Chi cục Bảo vệ Môi trường, mỗi ngày Lào Cai phát sinh khoảng 3,68 đến 55,2 tấn chất thải nhựa và túi ni lông. Để giảm thiểu lượng rác thải nhựa ra môi trường, tỉnh xác định tập trung tuyên truyền, chia theo từng đối tượng, nhóm đối tượng để tuyên truyền. Theo đó, cán bộ, công nhân, viên chức phải là những người đi đầu, gương mẫu thực hiện. Bên cạnh đó, thông qua công tác xã hội hóa, tổ chức các hoạt động tuyên truyền phong phú, hiệu quả hơn. Thưa quý vị và các bạn, trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, mục tiêu về thu nhập trên mỗi đơn vị diện tích canh tác có ý nghĩa quyết định đến đời sống của người dân. Thu nhập cao nghĩa là đời sống nông dân được nâng cao. Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 15 đề ra mục tiêu đến năm 2020, thu nhập trên mỗi đơn vị diện tích canh tác đạt 70 triệu đồng. Đến thời điểm này, mục tiêu này đã vượt kế hoạch đề ra.
Trên cơ sở đó, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ 16 của Đảng bộ tỉnh đề ra mục tiêu đến năm 2025, thu nhập trên mỗi hecta canh tác đạt 100 triệu đồng. Để đạt được mục tiêu này, theo ý kiến từ đại diện một số cơ quan chức năng thì cần có những giải pháp cụ thể phù hợp với từng khu vực. Huyện Bát Sát, địa phương có đến hơn 80% cư dân sinh sống ở khu vực nông thôn. Mục tiêu về thu nhập trên mỗi hecta canh tác được thực hiện bằng việc tích cực đưa cây trồng vật nuôi có giá trị vào sản xuất. Phát triển tạo ôn đới vùng cao được xem là một trong nhiều biện pháp để nâng cao thu nhập cho người dân. Khi khai thác quỹ đất này, Bát Sát có thể triển khai theo cơ cấu mùa vụ, đó là tạo ôn đới, lúa mùa vùng cao, tạo ôn đới. Trong giai đoạn tới, nếu mà để mà cái thu nhập cao cho người dân thì bắt buộc cái thị trường đầu ra, bao tiêu sản phẩm đối với người dân hiện nay thì cũng đang bước đầu được thực hiện, nhưng hiện nay thì vẫn còn một số nội dung vẫn chưa được triển khai cụ thể, hoặc là cái tôn trọng cái hợp đồng hiện nay thì vẫn còn lỏng lẻo, phải thành lập các tổ hợp tác và các hợp tác xã để tập trung sản xuất để tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Qua phân tích của ngành nông nghiệp, dự kiến kết thúc năm 2020, giá trị sản phẩm trên mỗi hecta canh tác đạt 80 triệu đồng. Khi đạt được con số này, nghĩa là giá trị thu nhập mỗi hecta canh tác đã tăng gấp 1,6 lần so với năm 2015, vượt 6,6% so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa 15 đề ra. Nếu như giai đoạn 2015-2020, nông dân tập trung cho mở rộng diện tích, thì giai đoạn 2020-2025 sẽ được tập trung cho nâng cao về chất lượng, từ đó gia tăng giá trị, nâng cao thu nhập cho nông dân. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất sản lượng cũng như duy trì chất lượng, đảm bảo cái sản phẩm nông sản có thể đáp ứng thị trường, từ đó gia tăng giá trị của sản phẩm nông sản. Ngoài ra, một số diện tích mặt nước có thể đưa vào để nuôi trồng thủy sản, cũng như chuyển đổi một số diện tích ruộng trũng không sản xuất lúa không hiệu quả chuyển sang nuôi trồng thủy sản. Những cái cách làm biện pháp như vậy thì sẽ tăng được giá trị cho người ta. Và chúng tôi dự kiến nếu như giảm được cái diện tích lúa ngô chuyển sang cây trồng khác thì đương nhiên giá trị trên một hectare sẽ tăng lên. Năm 2015, giá trị mỗi hecta canh tác đạt 50 triệu đồng. Năm 2020, dự kiến đạt 80 triệu đồng. Và mục tiêu hướng đến năm 2025, giá trị sản phẩm trên mỗi hecta đất canh tác đạt trên 100 triệu đồng. Mức tăng trưởng này khẳng định những quyết sách đúng đắn của tỉnh cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nơi mà có đến hơn 70% cư dân sinh sống. Hướng đến mục tiêu cao này cũng sẽ góp phần xây dựng khu vực nông thôn Lào Cai phát triển thực sự bền vững. Thưa quý vị và các bạn, từ tháng 2 đến tháng 4, hàng nghìn cây hoa đỗ quyên đã bung nở trên dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, nhuộm màu rực rỡ như dải lụa uốn quanh núi rừng. Và trong chương trình thời sự cuối tuần hôm nay, mời quý vị khán giả cùng ngắm nhìn vẻ đẹp của loài hoa được mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa. Rừng Hoàng Liên là địa danh có nhiều loài hoa đỗ quyên mọc tự nhiên nhất Việt Nam. Giữa một vùng rừng núi cao vút, hiểm trở và xanh thẳm, vào tháng 2 đến tháng 4 lại chuyển mình với những nét chấm phá nổi bật khi nữ hoàng đỗ quyên đồng loạt bung nở, khiến mỗi ai có cơ hội nhìn ngắm đều không khỏi ngẩn ngơ. Hoàng Liên Sơn có đến hơn 30 loại đỗ quyên khác nhau với màu sắc đa dạng như trắng, vàng, hồng, đỏ, tím. Đỗ quyên ở đây tập trung nhiều nhất từ độ cao 2.000m lên tới tận đỉnh Phan Xipang. Chính khí hậu trên cao quanh năm mây phủ là điều kiện lý tưởng để loài hoa này bung nở mãn nhãn. Các cung đường lên đỉnh Phan Xipang cũng là những cung đường vô cùng thơ mộng khi uốn quanh các dãy núi với hàng nghìn bông hoa đỗ quyên nở rộ hai bên đường. Trong số đó có nhiều gốc đỗ quyên cổ thụ 300 đến 400 năm tuổi được nâng niu gìn giữ. Ở đỉnh núi Phan Xipang của mình ở đây ấy, là có cái cây hoa đỗ quyên này là rất là đẹp, mà người ta cứ khách du lịch người ta thích lên ở đỉnh Phan Xipang, người ta thấy cảnh là hoa đỗ quyên là nổi tiếng đẹp nhất của Phan Xipang, là rất đẹp, là khách rất là thích để lên Phan Xipang để ngắm cái cảnh hoa đỗ quyên. Đối với khách du lịch thì chọn đến đúng dịp hoa đỗ quyên nở, được ngắm loài hoa đặc trưng của núi rừng Hoàng Liên
khiến nhiều du khách phấn khích. Những cây đỗ quyên hàng trăm tuổi ở độ cao trên 2.000 mét đang đơm sắc rực rỡ, tô điểm cho núi rừng bạt ngàn, hay những cây đỗ quyên phủ trắng tuyết khiến cho du khách cũng phải thốt lên vì sức sống mãnh liệt của loài hoa được mệnh danh là nữ hoàng. Tôi lên Fansipan lần đầu tiên, đúng thời điểm đẹp nhất. Tôi thật sự thích thú với phong cảnh hùng vĩ của Fansipan. Đặc biệt, tôi rất ấn tượng với loài hoa đỗ quyên mọc trên đỉnh Fansipan. Dù thời tiết khắc nghiệt, nhưng cây vẫn luôn vươn và nở hoa vào mùa xuân. Quá tuyệt vời. Hoa đỗ quyên mọc tự nhiên ở đây rất đa dạng về kích cỡ, gồm các loại cây kiểu nhóm bụi mọc bám vào vách đá treo leo, đến những cây đường kính 20-25cm, cao tới 15-16m. Năm 2014, Vườn Quốc gia Hoàng Liên đã được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận quần thể cây hoa đỗ quyên cành thô trên độ cao 2.200m có độ tuổi 300 tuổi là cây di sản Việt Nam. Hiện vườn đang lập hồ sơ tiếp tục đề nghị cây hoa đỗ quyên quang trụ là cây di sản Việt Nam. Để ngắm được loài hoa này theo một cách đặc biệt nhất, không gì khác ngoài việc đi bộ xuyên rừng, hòa mình vào không gian thiên nhiên đang độ vào xuân. Vừa leo núi, vừa ngắm những dải hoa đỗ quyên rực rỡ chắc chắn sẽ là một trải nghiệm hiếm có và vô cùng thú vị. Đặc biệt nhất khi đi vào đúng mùa nở rộ, để có thể nhìn thấy cả một dải màu đủ sắc rực rỡ, ngút ngàn, trải tận chân trời. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần qua trong mục Lào Cai 7 ngày. Dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 đang được lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Hầu hết các ý kiến đều bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng vào những chủ trương, đường lối đề ra trong dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ tỉnh. Đặc biệt, các mục tiêu định hướng phát triển được nhiều người dân quan tâm bởi nó gắn với sự phát triển của địa phương, với chính cuộc sống của họ. Đối với những người dân vùng cao, vấn đề giảm nghèo, đầu tư cơ sở hạ tầng cho các vùng đồng bào dân tộc thiểu số được xem là giải pháp quan trọng, cần tiếp tục được quan tâm để đẩy mạnh trong nhiệm kỳ tới. Sau lời kêu gọi chung tay đoàn kết đẩy lùi dịch COVID-19 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Lào Cai đã đề ra nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này. Thành lập 9 chốt kiểm tra ra vào tỉnh, hạn chế tụ tập đông người, thực hiện giãn cách xã hội. Tuy nhiên, các địa phương vẫn còn một số tồn tại như một bộ phận người dân chưa tuân thủ việc giãn cách xã hội, không đeo khẩu trang. Dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, do vậy người dân vẫn cần hết sức cảnh giác, thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của tỉnh, của địa phương nhằm hạn chế dịch COVID-19 lây lan vào địa bàn. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, đến thời điểm này, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã nhận được gần 2 tỷ của trên 60 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 và hỗ trợ nhân dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long khắc phục xâm nhập mặn. Tuy nhiên, để đối phó với tình hình dịch bệnh vẫn còn kéo dài, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục kêu gọi các tổ chức thành viên, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân có tấm lòng hảo tâm phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh và có những hình thức hỗ trợ, ủng hộ có thể bằng tiền mặt hoặc hiện vật để đồng hành cùng tỉnh nhà trong đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, cũng như tiếp tục hỗ trợ đồng bào các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long bị thiệt hại do hạn hán xâm nhập mặn gây ra. Khoảng gần một tháng nay, trên thị trường giá thịt lợn thương phẩm vẫn đang ở mức cao, thì giá gia cầm lại có xu hướng giảm mạnh. Ở thời điểm này, giá gà vịt trên thị trường tỉnh Lào Cai đã giảm sâu ở mức kỷ lục, khiến nhiều hộ chăn nuôi gà vịt trên địa bàn toàn tỉnh như ngồi trên đống lửa. Theo thống kê của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, đến nay tổng đàn gà vịt của toàn tỉnh vào khoảng 4,4 triệu con, tăng khoảng gần 10% so với cùng kỳ năm 2019. Trước thực tế hiện nay, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn khuyến cáo các hộ chăn nuôi trên địa bàn cần điều chỉnh tổng đàn gia cầm tại địa phương. Trước mắt, đối với số lượng gà vịt chưa thể xuất bán do ảnh hưởng của dịch COVID-19, có thể kéo dài thời gian nuôi, chuyển đổi sang chăn nuôi hướng hữu cơ để nâng cao chất lượng, giá thành sản phẩm.
Cách đây 57 năm, ngày 10 tháng 4 năm 1963, báo Lào Cai đã ra số đầu tiên, là cơ quan ngôn luận của tỉnh ủy. Những năm qua, báo Lào Cai đã trở thành cầu nối quan trọng trong việc tuyên truyền các chủ trương nghị quyết của tỉnh tới người dân. Đồng thời, những thông tin đa chiều phản ánh mọi mặt của đời sống xã hội được đội ngũ phóng viên báo Lào Cai cập nhật thường xuyên liên tục để truyền tải tới bạn đọc. Đặc biệt giữa đại dịch COVID-19, nhiều tin bài phóng sự của người cầm bút báo Lào Cai phản ánh sinh động nỗ lực của các cá nhân tập thể trong thời điểm dịch bệnh bùng phát đã trở thành nguồn động viên khích lệ to lớn đối với những người đang ngày đêm chống dịch trên tuyến đầu. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.